Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta tìm hiểu về một địa danh bao phủ 1/3 diện tích bề mặt trái đất. Đây cũng là phần lục địa rộng lớn của châu Á. Và cuộc sống diễn ra ở khắp mọi nơi trên lục địa này. Từ vùng băng tuyết Siberia đến những khu rừng ẩm ướt của đất nước Ấn Độ. Ở Ấn Độ, sự giao hòa giữa con người và tự nhiên diễn ra theo những cách thức đáng kinh ngạc. Sau một thời gian dài làm việc, sinh vật châu Á khổng lồ hiền lành này lại tìm được một tuổi già yên vui. Nếu bạn muốn ngắm nhìn toàn bộ châu Á chỉ trong giây lát, thì vệ tinh theo dõi thời tiết chính là một sự lựa chọn hiệu quả. Vệ tinh này di chuyển chậm chạp trên không trung, cách mặt đất 300 km. Châu Á là lục địa có diện tích lớn nhất thế giới. Tên nó có lẽ bắt nguồn từ âm Asu thuộc dòng ngôn ngữ Assyri, có nghĩa là hướng đông. Đây cũng là châu lục đa dạng nhất trái đất. Ngoại trừ vùng cực Bắc, Siberia là nơi có nhiệt độ thấp hơn mọi nơi khác, ở mức âm 68 độ C. Chỉ có vài sinh vật có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt này. Tuy nhiên, khi chúng ta di chuyển về hướng Nam, lớp băng tuyết giờ đã thay bằng những bụi cây cao và đồng cỏ Mông Cổ. Lại có một câu chuyện khác. Những sinh vật khỏe mạnh vẫn có thể phát triển. Vì vậy, cả người, ngựa, vật nuôi của họ cùng sinh sống trên mảnh đất này. Dọc về phía nam, dãy Himalaya cao sừng sững khiến chúng ta phải ngước nhìn. Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Tuy nhiên, châu Á còn kiêu hãnh là đại lục có phần đất lún sâu nhất, nơi đó chính là biển chết. Loài bò Tây Tạng sống ở vùng núi Himalaya luôn cung cấp cho chúng ta cả thịt và sữa bò. Các nhà sư Nepal này đang cảm tạ tự nhiên vì những gì người đã ban cho chúng ta. Rời khỏi dãy Himalaya, chúng ta sẽ đến với cánh đồng lúa phì nhiêu ở phía bắc Ấn Độ. Gạo đã nuôi sống một nửa dân số thế giới. Tổng diện tích châu Á lên tới hơn 44 triệu km vuông, trong đó diện tích đảo chỉ chiếm 3 triệu km vuông và trải dài trên 17.000 km vuông. Indonesia như một dải đất hình lưỡi liềm cắt ngang qua Ấn Độ Dương. Đất nước này luôn bị thiên tai đe dọa vì nằm trên một trong những đường đứt gãy địa chấn lớn nhất thế giới. Thiên nhiên ở đây rất dữ dội, nhưng kiến trúc lại đầy vẻ gợi cảm. Trong những cánh rừng mưa nhiệt đới chạy dọc theo đường xích đạo, cuộc sống của thiên nhiên hoang dã diễn ra thật phong phú và đa dạng. Các loài vật dần thích nghi với những điều kiện sống khác nhau của rừng. Một vài loài vật khác lại làm tổ trên những tòa nhà cao tầng ở thành phố Hồng Kông, một trong những thành phố lớn nhất châu Á. Trong chặng dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình này, vệ tinh sẽ đưa chúng ta về phía đông bắc, tới vùng viễn đông của châu Á. Trong khi đất nước Malaysia và Thái Lan phải chịu cái nóng oi bức, thì Nhật Bản lại rùng mình trước cái lạnh buốt giá. Hai số liệu gần đây cho thấy châu Á là lục địa trẻ nhất và cũng là châu lục đông dân nhất, có nhiều đỉnh núi cao và những bờ vực sâu thẳm. Hàng năm, khi đất bồi lục địa đẩy Ấn Độ về hướng bắc gần dãy Himalaya, những đỉnh núi như đỉnh Everest cũng được đẩy lên cao hơn khoảng 1 cm mỗi năm.
Chúng ta hãy cùng làm quen với vùng đất rộng lớn ở Bắc Á đã bao phủ hơn 1/6 diện tích bề mặt trái đất và trải dài suốt 4 múi giờ. Sau khi bóng đêm vĩnh cửu của mùa đông đi qua, mùa xuân lại về trên mảnh đất Siberia. Từ thời điểm này đến giữa mùa hè, ngày sẽ dài hơn. Con chuột lemur đã cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết. Suốt mùa đông, loài chuột lemur ẩn trong những cái hang được ngăn cách với môi trường bên ngoài bởi một lớp tuyết dày. Chuột lemur sinh sản quanh năm, và mỗi lần sinh sản, chúng có thể đẻ hai lứa. Chúng thường ăn rễ cây và cỏ khô. Tuyết tan làm ngập tổ của chuột lemur. Trong khoảng hơn 50 ngày, trên lãnh nguyên căng tràn sức sống mùa hè, chúng sẽ xây cho mình những chiếc tổ mới. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng. Tổ mới được lót xung quanh bằng cỏ khô. Tháng 7 là lúc chuột cái trưởng thành bắt đầu mang thai. Một con chuột trưởng thành khi được 14 ngày tuổi. Trong tất cả các loài vật có vú, chuột lemur là loài sinh vật mang thai sớm nhất. Chỉ trong vài tuần nữa, chuột con sẽ lớn và có thể sinh sản. Với tốc độ sinh sản như thế này, nếu gặp được điều kiện thuận lợi, chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng chuột sẽ rất lớn. Vì buộc phải di cư để tìm kiếm thức ăn, một vài con đã rơi xuống sông hoặc rơi xuống vách núi. Đây có thể là lý do giải thích cho việc vì sao chuột lemur chết hàng loạt. Đối với loài cá Bắc Cực, chuột lemur là con mồi để lựa chọn đầu tiên. Số lượng chuột lemur càng nhiều thì loài cáo xuất hiện càng đông. Khi vừa sinh ra, cáo con đã sống bằng sữa mẹ. Sau đó, thức ăn chính của cáo là chuột lemur, và loài cáo này chỉ thích ăn những con chuột lemur mà thôi. Sau khoảng 6 tuần tuổi, cáo con đã cai sữa nhưng vẫn còn quá nhỏ để có thể săn mồi. Sự sống của nó bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng chuột lemur hiện có. Khi lớp băng trên mặt đất tan chảy hoàn toàn, chuột lemur có thể đào hệ thống các hang của mình, trốn thoát thông qua những đường hầm, và chúng sẽ khó bị bắt hơn. Nhưng bây giờ khi tuyết trên mặt đất chưa tan hết, chuột lemur không có nơi trú ẩn, vì vậy loài cáo dễ dàng bắt được chúng. Con cáo trưởng thành này ăn khoảng 6 con chuột mỗi ngày. Mỗi con cáo con đều giành lấy một con chuột cho mình. Năm nay, số lượng chuột xuất hiện rất đông. Đằng kia có gì đó trông giống như mảng tuyết mùa đông còn sót lại. Đó là tổ của loài cú tuyết. Suốt những tháng đầu xuân, chỉ có chim trống kiếm mồi. Nó sẽ trở về tổ và chia sẻ những gì nó kiếm được cho bạn đời của mình. Còn chim mái có nhiệm vụ cho những con chim non ăn. Chim mái đã sinh được 5 con và sẽ chăm chúng suốt 3 tuần đầu tiên. Trong khi đó, chim trống thường xuyên đi săn mồi. Chim cú con được che chắn dưới đôi cánh trắng dày dặn của mẹ. Cũng giống như những con cáo mới sinh, chim cú con sẽ mở mắt khi được 15 ngày tuổi. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thức ăn chủ yếu của vùng lãnh nguyên này, đó chính là chuột lemur. Gần như tất cả các tổ của loài cú tuyết đều nằm trên những gò đất cao. Ở đó, tuyết thường tan chảy sớm.
Hơn nữa, làm tổ trên những gò đất sẽ giúp chúng dễ dàng quan sát lãnh nguyên và theo dõi những con chuột lemmut đang vội vã di chuyển. Nếu chỉ vài con chuột lemmut xuất hiện, cú tuyết sẽ không chú ý. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thuận lợi, đồng nghĩa với việc sẽ có số lượng lớn loài gặm nhấm trú ẩn dưới lớp tuyết mùa đông năm tới. Chuột lemmut rất giỏi bơi lội. Chúng có bộ lông không thấm nước, vì vậy nước không gây nguy hiểm cho chúng. Khi phát hiện ra một vùng đồng cỏ mới, loài chuột này có thể bơi qua sông, thậm chí là bơi qua cả những hồ nước rộng khoảng 1 km nếu như mặt hồ tĩnh lặng. Từ vùng lãnh nguyên, chúng ta sẽ đến với khu vực đất bồi của sông Hằng. Dòng sông bắt nguồn từ một hang động phủ đầy băng ở vùng núi Himalaya. Nhưng khi tới thành phố Varanasi ở Ấn Độ, dòng sông được coi là vị nữ thần da nâu khỏe mạnh. Ở Ấn Độ có khoảng 800 triệu người theo đạo Hindu. Sông Hằng chính là hiện thân của thánh mẫu đáng kính. Bờ sông là nơi tập trung của những tín đồ Hindu giáo. Không chỉ những người hành hương mà cả hàng triệu người sống ở hai bên bờ sông đều đến đây cầu nguyện. Hàng ngàn năm trôi qua, dòng sông đã bị ô nhiễm nặng nề. Đây là nhà động vật học người Ấn Độ. Ông đang nuôi những sinh vật với hy vọng rằng chúng có thể giải quyết được vấn đề ô nhiễm này. Hiện giờ, ông đang cho loài rùa mai mềm sống trong những hồ nhỏ ăn. Loài rùa này được tìm thấy ở Bắc Mỹ và Châu Phi. Chúng có thể ăn mọi thứ như cá, ốc sên, côn trùng, xác động vật, tôm. Ở Ấn Độ, chúng là những sinh vật dọn dẹp sông Hằng tuyệt vời. Bác sĩ Basu, người ngồi phía bên trái màn hình, đang đánh ký hiệu riêng cho những con rùa. Rùa mai mềm được sử dụng để chế biến những món ăn truyền thống của người dân địa phương. Tuy nhiên, khi dân số tăng, số lượng rùa bắt đầu giảm. Và khi số lượng của loài rùa này ít đi, sông Hằng sẽ bị ô nhiễm nhiều hơn. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm cũng như xóa bỏ ảnh hưởng đến dòng sông và loài rùa mai mềm, bác sĩ Basu đã thu thập 70.000 quả trứng rùa trên bờ những con sông khác. Sau đó, ông cho ấp và nuôi rùa nhỏ. Bây giờ, ông đã thả 35.000 con rùa về với sông Hằng. Những con rùa khá hung dữ, vì vậy ông Basu phải cầm chúng một cách cẩn thận. Những vết cắn của chúng rất có thể làm đứt một ngón tay của bạn. Khu vực đất canh tác quanh đây có rất nhiều cư dân sinh sống. Tuy nhiên, hàng ngàn người hành hương theo đạo Hindu đến vùng nội đô của thành phố Varanasi, hai bên bờ sông Hằng. Họ là những người thải ra hàng tấn rác trong lúc họ tắm dưới sông, cầu nguyện hay thể hiện sự kính trọng đối với thánh thần. Người theo đạo Hindu không có tục lệ chôn người chết, mà người chết sẽ được hỏa táng và tro cốt của họ được thả xuống dòng sông. Đó là bởi vì người ta tin nước sẽ mang những linh hồn đã chết lên thiên đường. Hàng trăm xác chết bị thiêu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bây giờ, con rùa mai mềm đang dọn sạch dòng sông. Rùa mai mềm đang thực hiện một công việc có ích. Chúng chính là những nhân viên vệ sinh quét dọn hiệu quả nhất vì chúng không ngừng bơi đến những vùng nước bẩn ở lòng sông và ăn bất kỳ sinh vật thối rữa nào. Lúc người ta bắt đầu phục hồi số lượng rùa, sông Hằng vô cùng ô nhiễm. Nhưng giờ đây, nhờ có những thợ quét dọn rùa mai mềm này, con sông rộng lớn ấy đã lấy lại được một phần diện mạo vẻ đẹp và sạch sẽ ban đầu của nó.